Anh em xin chào các bác. Cửa hàng có một bộ dàn Sony vậy mini cỡ to anh em nha, và chạy full tính năng hết, nghĩa là chạy được FM 90, đĩa CD, đĩa MD, cắm tín hiệu từ bên ngoài gọi là AUX và cả băng cassette đó, ngon chưa. Loa to, cục dàn to, bộ này cửa hàng bán giá 2 triệu đồng các bác nha. Và điện 100, anh em phải có đổi nguồn thì mới chạy được đổi điện đấy. Và nắp tre của loa nó là màu bạc rất đẹp luôn, nắp tre bằng nhựa màu bạc, nhựa thế này mà vẫn có người trên mạng bảo là bằng nhôm, nói là phải chuẩn anh em nhá. Chạy CD đầu tiên cho anh em này. Đặc trưng của dòng Sony thì tiếng nó thiên về âm trầm ấm và nặng bass, hàng bãi zin và các chức năng hoạt động hoàn hảo hết. Hoàn hảo hết anh em nhá, chạy là phải ngon. Đĩa CD, đĩa MD. Vào nhà em muốn ghé vào thăm sự ba má em buồn lòng, lỡ rồi em biết làm sao đây, để anh mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Anh cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì em nói chuyện đường dài, đêm trở về em không. Loa đẹp xuất sắc luôn, và loa này đặc biệt là màng carbon vượt vải, và anh em dùng cao không sợ mục nát sau này. Tín hiệu các bác đang nghe đó là siren. Bộ dàn quá đồng đều đẹp, loa theo dàn anh em nhá, loa theo dàn. Nội tiếng phong trần, nội trôi theo mặt trời. Em hoạt động quá gì tốt rồi. Em đâu có gì. Đây là mặt sau, anh em có thể nhìn thấy. Sony, bộ này nó có tên là Sony 3MD. Sony 3MD. Anh có đòi hỏi gì đâu? Đã biết rằng anh bàn tay. Cục dàn sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Thường thì nó sẽ sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Và đặc biệt là có cục thì nó sản xuất tại Nhật, có cục sản xuất tại Hàn, nó theo năm sản xuất. Giả sử như cái bộ này thì loa nó lắp ráp tại Trung Quốc, còn cục dàn nó lắp ráp tại Nhật. Thì nó do cái nhà máy nó nhiều nơi. Và đây là điện 100V mang về Nhật dùng, lỗ thông hơi mặt sau. Bác nào mà sợ Trung Quốc thì bỏ qua video này. Hàng mà nó có tem, có mác đầy đủ nó mới là hàng ngon anh em nha. Kể cả Trung Quốc rời mà nó không có tem thì vứt. Mà hàng mà nó xịn thì nó khác. Đó. Nhiều người cứ chê Trung Quốc như là cho thì nhận ngay, nhưng mà mua thì lại sợ ông hàng xóm chê. Nhiều khi cứ phải nói trắng khứa là thời gian hiểu, bởi vì đây nó là hàng chính hãng. Anh có đòi hỏi gì đâu? Cái dòng Onkyo nó vậy, cục dàn lúc nào cũng lắp ráp tại Nhật Bản, còn loa lúc nào cũng lắp ráp tại Malaysia của Trung Quốc. Thế anh em phải hiểu là hãng chính hãng nhá, chứ không phải là hãng đấy của Trung Quốc thì không nói. Có anh bên em sẽ đẹp. Trong không gian kín, phòng ngủ tầm 25m2 trở lại, hoặc kể cả 30m2 các bác vẫn nghe tốt, phòng kín. Đó là CD. Bây giờ sẽ chạy MD này. Chạy cái băng cassette này. Đang để chết. Nói chung băng biết là chạy cho nó có anh em nha. Vì đâu khi chưa tỏ tình đã nói xa nhau, tôi chấp tay xin chạy chiều còn lại.
Web em thì bấm vào cái nút function và cái nút đấy trên này. Tần số là 90. Cho đoạn dây điện bạn sẽ nét căng. Ok, để chạy điện vào đề. Dàn này có được, có mỗi chức năng là cắm điện thoại hoặc là máy tính từ bên ngoài cửa hàng cũng test thôi, bởi vì chức năng đấy thì kiểu gì nó cũng chạy. Đây in này, đó, dây 3.5 anh em cắm vào đây. Như đã nói với các bác là Sony nó thiên về âm trầm ấm,